Hello, xin chào quý khách hàng đã quay lại với cửa hàng mắt kính tái quang. Thì hôm nay bên Liêm có về cái mẫu gọng của Monlăng đây, Collection 2021 nha. Đó. Những cái mẫu mã mới mà bên Liêm sẽ nhập về. Đây là cái hộp giấy ha. Chắc là quý khách là quá quen thuộc với cái với những cái hộp bao bì của Monlăng ha. Đây là cái thẻ sản phẩm. Đây. Thẻ sản phẩm. Đấy. Rồi. Ok, nên bỏ cái hộp giấy với cái thẻ qua một bên nha. Mình tập trung vào cái nhân vật chính đây thôi. Đây là cái hộp da nè của Monlăng ha, khắc hiệu rất là đẹp. Đây là khắc nha mọi người. Lớp vải nhung có hết. Đây, rồi còn coi cái khăn của Monlăng ha. Cái khăn của Monlăng thì ai sử dụng và cầm thì sẽ biết được cái chất liệu này nó rất là xịn sò ha. Có logo trên khăn luôn. Các bạn mua sản phẩm là các bạn có thể sở hữu được. Lần này Liêm về cái mộng cái gọng của Monlăng nè, cực kỳ đẹp luôn nha. Đây là cái titanium cộng với nhựa của acetate ha, cực kỳ bền đẹp và rất là nhẹ ha. Kiểu gọng nó rất là đẹp. Mọi người coi những cái chi tiết gọng nha. Những từng con ốc mạ titan. Mọi người coi. Những cái kiểu dáng rất là nhẹ. Cổ điển, trẻ trung. Rất là thời trang và nó có sự cá tính riêng biệt ha. Đây là cái rất là sắc nét ha, mọi chi tiết. Mọi người coi cái vàng ha. Đây, cái ve mũi theo cái logo gọng của Monlăng nha. Rất là ok. Mọi thứ rất là hoàn hảo. Đây là nhựa thấu quang ha. Mọi người sẽ coi được cái nhựa thấu quang này. Mọi người thấy không, cái lớp nhựa ha. Mình che cái tay mà thấy cái nhựa nó sẽ đen lên. Nó nhựa thấu quang. Hay là thêm cái cộng cục thép phía trong nữa, cực kỳ đẹp và hoàn hảo nha mọi người. Mọi thứ chi tiết in rất là đẹp, điện lạc ha. Mọi thứ rất là ok. Đây là mặt này, mặt sau nè. Mọi thứ mặt trước đây. CNC theo chuẩn ha, rất là đẹp. Gia công nói chung là tuyệt hảo luôn. Liêm quay cận cảnh lấy làm gì, để cho mọi người có thể thấy được và cảm nhận được cái gọng này. Rồi vậy thì Liêm giới thiệu xong về cái mẫu gọng này rồi nha. Rồi ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với Liêm qua Zalo. Rồi Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách trước.